Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 sách Chân trời sáng tạo, bài 12 Em làm được những gì, tiết 1. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 5 sách Chân trời sáng tạo bằng cách nằm ở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi trước hết là các em vào phần luyện tập 1, câu E, chọn tóm tắt phù hợp với bài toán. Bài toán 1, tổng của hai số là 21, số bé bằng 2/5 số lớn, tìm hai số đó. Trước hết là các em xác định dạng toán. Đọc nội dung bài toán chúng ta xác định ra ngay, đây là dạng toán tổng tỉ, tổng là 21 và tỉ số là 2/5. Được chưa? Trong đó số bé là 2 phần bằng nhau, còn số lớn là 5 phần như thế. Số bé là 2 phần bằng nhau, số lớn là 5 phần như thế. Tổng hai số là 21 thì tóm tắt B nó phù hợp. Đúng chưa? Tổng hai số là 21. Còn tóm tắt A thì là hiệu hai số là 21. Đúng không? Rồi, bài toán 1 là tóm tắt B. Tổng hai số là 21. Tỷ số của hai số là 2/5. Số bé là 2 phần bằng nhau, số lớn là 5 phần như thế. Bài toán 2. Tìm hai số biết hiệu của hai số đó là 21. Tỷ số của hai số đó là 5/2. Đây là dạng toán hiệu tỷ. Hiệu là 21, đúng không? Tỷ số là 5/2 thì các em hiểu là số bé là 2 phần còn số lớn là 5 phần. Được chưa? Số bé là 2 phần còn số lớn là 5 phần, hiệu là 21. Bài toán 2 là tóm tắt E. Câu B là các em hãy nêu cách giải mỗi bài toán trên. Ở đây người ta không yêu cầu các em giải bài toán trên mà hãy nêu cách giải. Trước hết là các em nêu cách giải bài toán 1. Như chúng ta phân tích ở trên thì bài toán 1 là dạng toán tổng tỉ. Đối với dạng toán tổng tỉ thì trước hết là các em phải tìm tổng số phần bằng nhau. Được chưa? Sau khi tìm tổng số phần bằng nhau, các em tìm giá trị của một phần bằng cách lấy tổng của hai số chia cho tổng số phần bằng nhau. Sau khi tìm được giá trị của một phần, ta tìm số bé bằng cách lấy giá trị của một phần nhân với số phần của số bé. Số bé nó có 2 phần thì các em lấy giá trị một phần nhân với 2. Tìm số lớn bằng cách lấy giá trị của một phần nhân với số phần của số lớn. Số lớn nó có 5 phần thì các em lấy giá trị của một phần nhân với 5. Hoặc là các em lấy tổng của hai số là 21, các em trừ đi số bé vừa tính được ở trên, ta cũng tìm được số lớn. Tiếp theo là các em nêu cách giải bài toán 2. Bài toán 2 là dạng toán hiệu tỉ. Đối với dạng toán tổng tỉ thì các em tìm tổng số phần bằng nhau, còn đối với dạng toán hiệu tỉ thì các em tìm hiệu số phần bằng nhau. Trước hết là các em tìm hiệu số phần bằng nhau. Tiếp theo là các em tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu của hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau. Sau đó là các em tìm số bé bằng cách lấy giá trị của một phần nhân với số phần của số bé. Số bé nó có 2 phần thì các em lấy giá trị của một phần nhân với 2. Các em tìm số lớn bằng cách lấy giá trị của một phần nhân với số phần của số lớn. Số lớn nó có 5 phần thì các em lấy giá trị của một phần nhân với 5. Hoặc muốn tìm số lớn thì các em lấy số bé cộng với hiệu. Được chưa? Số bé này cộng thêm hiệu
thì ta tìm được số lớn. Rồi tiếp theo là các em sang phần luyện tập 2. Cho bài toán hiệu của hai số là 20, tỷ số của chúng là 3/7, tìm hai số đó. Câu E. Có hai bạn giải bài toán trên và tìm được đáp số như hình bên. Theo em, đáp số của mỗi bạn có đúng không? Rồi muốn biết đáp số của mỗi bạn có đúng không? Thì trước hết là các em phải giải bài toán này. Sau đó là các em so sánh đáp số em vừa giải được với đáp số của mỗi bạn. Cách thứ hai chúng ta có thể kiểm tra nhanh như sau. Các em kiểm tra xem là mỗi đáp số hiệu của hai số nó có đúng bằng 20 hay không? Tỷ số của hai số nó có đúng bằng 3/7 hay không? Cụ thể, chúng ta kiểm tra đáp số của bạn Nam. Đáp số của bạn Nam là số bé là 5, số lớn là 25. Ta thấy hiệu của hai số nó đúng bằng 20. Vậy các em kiểm tra tỷ số. Lấy 5 chia cho 25 bằng 5/25. Chia cả tử và mẫu cho 5. 5 chia 5 được 1. 25 chia 5 được 5. Tỷ số của hai số nó bằng 1/5. Theo đề bài nó bằng 3/7. Đúng không? Điều này có nghĩa là đáp số của bạn Nam là sai. Được chưa? Tiếp tục các em kiểm tra đáp số của bạn nữ có đúng hay không. Trước hết là các em kiểm tra hiệu của hai số có đúng là 20 hay không. Ta lấy 14 trừ 6 thì nó bằng 8 chứ không phải là 20. 14 trừ 6 bằng 8 mà theo đề bài hiệu của hai số là 20. Nên đáp số của bạn nữ không đúng. Vậy đáp số của cả hai bạn là không đúng. Câu B, em hãy giải bài toán trên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán trên. Hiệu của hai số là 20. Tỷ số của chúng là 3/7. Tìm hai số đó. Đây là dạng toán hiệu tỷ. Trong đó hiệu là 20. Tỷ số của hai số là 3/7. Được chưa? Tỷ số của hai số là 3/7 thì các em hiểu là số bé là 3 phần bằng nhau. Còn số lớn nó chính là 7 phần như thế. Hiệu hai số là 20. Tức là cái phần hơn này nó chính là 20. Đối với dạng toán hiệu tỷ thì trước hết là các em tìm hiệu số phần bằng nhau. Bằng cách lấy 7 phần số lớn trừ đi 3 phần số bé bằng 4 phần. Hiệu số phần bằng nhau là 4. Hiệu hai số là 20. Các em lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần. Ta tìm được giá trị của một phần. Giá trị của một phần là 20 chia 4 bằng 5. Một phần có giá trị là 5. Số bé nó có 3 phần. Vậy số bé là 5 x 3 bằng 15. Số lớn là 5 x 7. Số lớn nó có 7 phần. 5 x 7 bằng 35. Không thích thì các em lấy số bé cộng thêm 20. Lấy số bé này cộng thêm 20, chúng ta cũng tìm được số lớn. 15 cộng 20 bằng 35. Rồi các em nhớ đáp số. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 3. Tham gia phong trào giúp bạn vượt khó, cả hai bạn Hồng và Mai đã góp được 72.000 đồng. Số tiền góp được của Mai bằng 4/5 số tiền góp được của Hồng. À có nghĩa là Mai là 4 phần còn Hồng là 5 phần. Được chưa? Hỏi mỗi bạn đã góp được bao nhiêu tiền. Đây là dạng toán tổng tỷ hay là hiệu tỷ? À tổng tỷ, cả hai bạn góp được. Như vậy là tổng rồi, được chưa? 4/5 là tỷ số.
Đây là dạng toán tổng tỷ nha, tổng là 72.000 còn tỷ số là 4/5. Mai bằng 4/5 hồng. Vậy mai là 4 phần còn hồng là 5 phần. Được chưa? Các em phải hiểu được điều đó. Theo đề bài ta có sơ đồ. Số tiền của Mai góp được chúng ta coi là 4 phần bằng nhau, thì số tiền của Hồng góp được nó chính là 5 phần. Như thế Mai bằng 4/5 hồng thì Mai là 4 phần còn hồng là 5 phần. Tổng là bao nhiêu? Tổng là 72.000 đồng. Đối với dạng toán tổng tỷ thì các em tìm tổng số phần bằng nhau. 4 phần của Mai cộng với 5 phần của Hồng là bằng 9 phần. 9 phần này nó có giá trị là 72.000 đồng. Vậy 1 phần nó có giá trị là 72.000 chia 9. Lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng 8.000 đồng. 1 phần có giá trị là 8.000 đồng. Mai có 4 phần. Vậy số tiền góp được của Mai là 8.000 nhân 4 bằng 32.000 đồng. Số tiền góp được của Hồng là Hồng có 5 phần, ta lấy 8.000 nhân 5 bằng 40.000. Hoặc là các em lấy tổng trừ đi của Mai, 72.000 trừ 32.000, chúng ta cũng tính được kết quả bằng 40.000 đồng. Các em nhớ đáp số. Được chưa? Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 4. Cửa hàng đã bán một số bút chì và thước kẻ. Biết số bút chì đã bán nhiều hơn số thước kẻ là 78 cái và gấp 4 lần số thước kẻ. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu cái bút chì, bao nhiêu cái thước kẻ. Đây là dạng toán gì? À, bút chì bán được nhiều hơn thước kẻ là 78 cái. Đây chính là hiệu. Bút chì bán được gấp 4 lần thước kẻ bán được. Đây chính là tỷ số. Bút chì bán được nhiều hơn thước kẻ là 78 cái. Thầy giáo viết tắt là bút chì trừ thước kẻ bằng 78. Đây chính là hiệu. Số bút chì bán được gấp 4 lần số thước kẻ bán được. Thầy giáo viết tắt là bút chì bằng 4 lần thước kẻ. 78 là hiệu. Bút chì bằng 4 lần thước kẻ là tỷ số. Câu này các em hiểu là bút chì bằng 4 lần thước kẻ thì bút chì là 1 phần còn thước kẻ là 4 phần. Được chưa? Rồi, theo đề bài ta có sơ đồ. Số thước kẻ bán được là 1 phần thì số bút chì bán được nó chính là 4 phần như thế. Bởi vì bút chì nó gấp 4 lần thước kẻ. Thước kẻ là 1 phần thì bút chì nó phải là 4 phần như thế. Cái phần hơn này nó chính là hiệu. 78 cái. Đối với dạng toán hiệu tỷ thì trước hết là các em phải tìm hiệu số phần bằng nhau. 4 phần của bút chì trừ đi 1 phần của thước kẻ bằng 3 phần. 3 phần này nó có giá trị là 78. Vậy 1 phần nó có giá trị là 78 chia 3. Lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần. Giá trị của 1 phần hay số cái thước kẻ bán được là. Giá trị của 1 phần nó cũng chính là số thước kẻ bán được. Bởi vì số thước kẻ bán được nó chỉ có 1 phần thôi. Các em lấy 78 chia 3 bằng bao nhiêu? À, 26 cái. Vậy là số thước kẻ bán được là 26 cái. Muốn tính số bút chì bán được, ta lấy số thước kẻ cộng thêm 78. Được chưa? 26 cộng với 78 bằng 104 cái. Không thích thì các em lấy giá trị 1 phần. Giá trị 1 phần là 26. Số bút chì nó có 4 phần thì các em lấy 26 nhân 4. Đúng không? 26 nhân 4 thì nó cũng bằng 104 thôi. Rồi các em nhớ đáp số. Được chưa? Rồi bài này thầy giáo chia làm 2 tiết. Các em có thể theo dõi phần còn lại ở tiết 2.
Bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc kỳ học tốt.